Chào em, mời em ngồi. Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe luôn nha. Dạ em chào Hoàng Linh. Chào em. À, chào chị Ngọc Lan với chào bạn nữ Bình Rèm với chào quý khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên Trần Văn Đức. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Đức? Em bán thức ăn sáng anh Hoàng Linh. Thuê cái chỗ bán hay là nhà của em? Em bán tới cửa nhà luôn ạ. À, cửa nhà luôn. Dạ phải. Em mở đó với ai? Nhà đó của ông anh, là em lên em phụ với ông anh là mở cái quán bán tới cửa nhà ông anh luôn. À, tức là nhà ông anh ruột hay ông anh bà con hay sao? Dạ ông anh cấp nước đi làm chung thôi anh Hoàng Linh ơi. Em nấu món gì? Nấu bò kho hay bún bò. À vậy là ngon rồi, biết nấu ăn sáng là được rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chương trình ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em là Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 35 tuổi. Hiện em sinh sống ở Bình Dương và làm việc Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, nhân viên nhân phòng. Chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Đức. Điểm mạnh thì em siêng năng, cần cù, biết sửa giặt giảnh mấy thiết bị trong định. Điểm khuyết điểm thì em hút thuốc, có nhậu chút rượu. Hút nhiều không? Ngạn gói. Ngạn gói cũng nhiều quá. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì chịu khó trong công việc, gọn gàng. Ưu điểm của em cũng có tỉ mỉ, nhưng mà cũng là nhược điểm của em, tỉ mỉ quá thành hơi chậm tí. Chậm chậm tí thôi ha. Dạ. Nhưng mà chắc. Dạ đúng rồi. Quê em lớn ở đâu bé? Quê em ở Tây Ninh. À, vậy dạ. Em học ở Bình Dương và đi làm ở Bình Dương. Rồi Bình Dương em ở với ai? Dạ em ở với người quen. Người quen? Dạ. Tức là vẫn ở trọ đúng không? Dạ. Ở đây thì ở với ông anh, bên kia ở người quen. Bây giờ mình kết hợp lại hai, nếu hai người đến với nhau mở quán ăn là em quản lý tiền rất là tốt luôn. Thôi bây giờ mình nói về được tình duyên đi Đức. Nói chung em cũng có một mối tình mà cũng quen cô bé đó, thì cũng ở cùng quê cách nhau mấy số thôi. Thì được 4-5 tháng thời gian thì em được gọi đi bộ đội, thì cô ấy ở nhà ở dưới quê thì có vọng hết, nhưng mà vậy cô lấy chồng. Dạ phải. Một mối tình thôi hả? Dạ chỉ có một mối thôi. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì cũng nhiều nhưng mà chưa chính thức. Khi mà em sinh viên á, em cũng có quen bạn đó, nhưng mà trên tình bạn dưới tình yêu chứ tí. Chưa dạ. Có sâu sắc gì đó hả? Dạ. Nói chung là cũng không có kinh nghiệm gì trong dạ. Vấn đề yêu đương. Hey, thật ra là hai người này tuổi cũng lớn rồi đó. Mấy ông bà là hối lắm rồi đó. Thôi vậy thì bây giờ mình hướng tới tương lai. Ừ. Rồi có gia đình. Em gái, em muốn dạ. Lấy người, có người chồng lý tưởng thế nào? Em muốn người chồng em là cao 1m70 trở lên. Được. Ăn mặc sạch sẽ. Ăn mặc sạch sẽ. Dạ. Biết nấu ăn này kia. Xuất rồi. Trời ơi. Để suốt ngày cho toàn nói chung là người của gia đình. Với lại bò kho không trai. À? Trụ cột của gia đình. Trụ cột gia đình. Rồi. Trai bên đây ngon lắm nha. Đẹp trai à. Có cái gì em không thích ở đàn ông không bé? Không uống rượu, hút thuốc. Hai cái đó nặng à. Dạ. Điểm thứ thì em hút thuốc, có nhậu chút rượu. Có hút thuốc, có nhậu. Dạ có. Nó nghe nè, cái câu chuyện mà rượu bia với lại thuốc lá đồ á, nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi thì bây giờ mình nhân cơ hội mình có bạn gái mà bạn gái cũng không thích hai điều đó, thì mình có thể bỏ luôn được không? Rượu bia thì ví dụ như có tiệc tùng gì đó thì có đi thôi, chứ còn thường xuyên không có. Còn thuốc thì chắc hạn chế thôi chị Lan ơi. Rồi nhà trai cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em cũng dễ lắm, cao hết 55 đổ lên thôi. Rồi nước da trắng thì cái ngoại hình là dễ nhìn. Nói chung mà tính cách hiền là dễ được rồi. Bên kia cao 1m85 được không? 1m75 rồi, chứ 85 rồi thì nó kiểu như cao quá. 85 là không phải bắt ghế lên á. 85 là không phải bắt ghế lên á. Thật ra chàng trai bên đây cũng hiền lành, yeah. Mà em cũng hiền lành. Đức đi với ai? Dạ em đi với ông anh buôn bán chung với ông anh cùng ở gần nhà. Ông anh bán phở hủ tiếu bò kho với bún bò Huế hả? Dạ phải. Rồi chào anh. Mình là anh của Đức, coi như là anh nuôi của ông bà già ở dưới luôn. À vậy đó hả? Ờ giống như là con nuôi rồi. Nói về nó thì nó siêng năng mà nó sạch sẽ lắm, em cứ yên tâm đừng có. Cái gì trong nhà nó cũng biết làm. Rồi cũng như đến đây cũng như là cái duyên của là thấy em gái bên này cũng xinh thì thôi hai em cho nhau cơ hội. Có dành dụm tiền đủ lấy vợ chưa? Dư rồi anh. Dư hả? Bây giờ mình hỏi cô gái đi với ai nè? Dạ em đi một mình em. Một mình? Dạ. Rồi để có chị Lan, đợi tí nữa chị Lan sẽ sâu sát cái chuyện này cho. Dạ nhờ chị rồi. Lan ạ. À. Mở rào.
bước qua nhà gái cái coi. Chào anh. Anh có món quà tặng. Em cũng có món quà tặng. Quê em ở Tây Ninh, em đặt tặng anh muối tôm với bánh tráng. Đặc sản của em. Dạ. Dạ ngồi đi. Đó, Đức ngồi nói chuyện với Lê Dầu đi. Anh quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Thứ nhất là mình phải chung thủy, phải biết chăm sóc gia đình, rồi lo lắng gia đình này nọ thôi, chứ anh không có yêu cầu gì hết. Nếu mà có hẹn hò thì anh tuần mấy lần? Thường thì chủ nhật cái buôn bán thì chủ nhật nghỉ ngày, mà nói chung là làm tới 6 bây giờ, nghĩa là tới tối là rảnh luôn. Kiểu như mình đi hẹn hò gì đó là có thoải mái. Hiện tại anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Nói chung là anh đến chương trình thì anh cũng đã có rồi, có chuẩn bị rồi. Có là có cái gì? Bạn gái hỏi ý là giờ tương lai á, mình lấy nhau mình ở đâu, đúng không em gái? Dạ. Ở nhà chưa? Ở nhà không lẽ vợ ở nhà không anh? Dạ. Hả? Ừ. Mình có một cái mục đích là mình hướng tới, tức là mình dành dụm gì đó, mình có thể mua nhà trả góp hay là hai bên hùng nhau mua miếng đất ở đâu đó. Như anh thì dễ lắm, nói chung là chỗ nào cũng được thôi á, lập nghiệp ở đâu cũng được hết, quan trọng là cuộc sống mình là thấy mình thoải mái là được rồi. Nhưng mà lập nghiệp, nhưng mà hiện tại anh có sẵn chưa? Nếu mà có sẵn luôn thì không có, cái này là nó thật. Nhưng còn cố gắng dành dẫn được mà. Dành dụm thì dành dụm bao lâu? Không. Câu này hay nè. Yeah. Cố gắng dẫn được. Yeah. Thật ra cái không có ai mà giàu ngay từ đầu hết, khó lắm. Tất cả mọi thứ nó cũng từ từ nó đến luôn. Rồi ví dụ như em thường thường là 2 tuần em về nhà là tại vì em còn có mẹ thôi. Đó, thì anh có thể là chở em về. Dạ đúng rồi. Đó. Được. Nó thì Dương lo được. Nói đó cười liền không? Nhưng cái là em phải là do lo cho gia đình đó. Anh có đồng ý đó không? Cha mẹ mình thì mình phải lo rồi. Dạ. Nói chung thì ở gần mình lo nhiều. Còn ở xa thì như vào nói là nửa tháng hai tuần dừng lần. Nói chung mình vô dài sắp xếp thôi. Còn như anh này dễ lắm. Bây giờ Đức đứng lên đi. Nào. Mời dạ. Nắm tay vào đó. Nào. Hai người nắm tay nhau đi. Nắm hai tay Đức. Nắm mỗi tay một nấy. Đó đúng rồi. Bao lâu rồi chưa nắm tay con gái Đức? Chục năm rồi. Hả? Cái gì? Chục năm rồi đó. Giờ 10 năm nay anh chỉ nắm cái giá thôi ư? Đó. Hồi đó anh có đi học gì không? Hồi đó thì học cái phổ thông mình nghỉ rồi. Bây giờ nắm tay vào thấy sao? Đức thấy sao? Tim đập nhanh quá anh Hùng Linh. Tim đập nhanh quá. Hát bài gì nào đó để tặng cho giàu đi. Em xin hát một đoạn trong bài Vô Tình. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài, đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn, một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, con tim thơ ngây anh đâu thấy đâu ngờ, cơn mưa phù su mình như quen kiếp nào, rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước bên nhau kiếp người. Giống chim đi ngủ quá ha. Vào hát tặng lại đi. Dạ. Em thì ít hát lắm. Em hát bài một đoạn của Áo Mới Cà Mau. Nắm tay vào đi Đức, đừng có buông ra. Tình yêu mình phải quyết liệt chứ giờ. Đó. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ống Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rung quá. Rồi, thôi được rồi. Mời hai bạn về chỗ nè. Dạ. Hai bạn về ghế đi. Chúng tôi đã để cho các bạn trò chuyện với nhau để chúng ta có cảm xúc về người đối diện với mình ha. Bây giờ đã lúc mình đưa ra quyết định nào. Mời Đức và Dầu để tay vào nút bấm. Một. Hai.
3. Hết thời gian. Giàu không có bấm hả? Dạ. À, sao vậy giàu? Em có thể nói một chút lý do. Em thấy bạn không hợp với mình. Thôi, trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều người hợp với lại Đức và cũng rất nhiều người hợp với lại giàu. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Ờ, dạ. nghe. Dạ vâng, bây giờ anh tự chủ động anh giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân mình này. Họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại anh đang sinh sống ở đâu, công việc của anh là gì nhá. Cứ, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì, cứ chủ động anh giới thiệu ạ. Là nhà làm ghi hả? Hay là... À, nghĩa là anh nói. Giới thiệu, anh nói ạ. Bây giờ anh đang nói trực tiếp với tụi em này, tụi em đang coi anh nè. À, anh... đang là đang ở quê thì ở Bình Thuận. Họ và tên, dạ vâng, anh giới thiệu đi ạ. Anh chủ động giới thiệu họ và tên. Anh tên là Hiền, cái gì Hiền đó, ngày tháng năm sinh như thế nào, dạ. À thì tên là Nguyễn Đăng Hiền. Dạ. À, ngày 3 tháng 12 năm 1987. Rồi. Công việc hả? Hiện tại đang ở đâu? Công việc là gì? Đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi. Công việc của anh? Công việc của anh thì trước kinh tế, trước năm trước á, thì bảo trì thư ký. Nhưng mà vì nói chung là vì kinh tế nó ổn không ổn định á, cái công ty nó đóng cửa cho tạm nghỉ á, khi nào đi làm lại thì mới đi làm lại á. Dạ vâng, bây giờ anh đang làm gì? Anh là học bên bảo trì cơ khí. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ thì tạm nghỉ rồi thì mình đang làm công việc gì? À, để sinh sống. Đi làm thêm ở ngoài thì đi chạy Grab ấy. Chạy Grab ở Bà Rịa Vũng Tàu. À. Rồi. Anh Hiền là một người như thế nào? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Anh hả? Ở trước đây anh cũng có đi hát kèo kéo. Còn điểm yếu hả? Ừ. Điểm yếu hả? Anh điểm yếu gì mà khiến cho mình ế? Mình chưa có bạn gái. À, điểm gì mà mình cần thay đổi trong bản thân của mình? Mình kiểu là mình khó bắt chuyện. Nếu mà người quen thì nói, nhưng mà người lạ là ít khi để ý hoặc hỏi thăm lắm. Nói chung là ngại bắt chuyện với người khác. Không cởi mở hả? Sống một mình, vậy mà sống một mình lâu nay rồi nên nó cũng quen. À, rồi em hiểu. Rồi bây giờ thì để thay đổi không khí thì anh từng đi hát kẹo kéo, thế bây giờ anh hát một bài đi ha. Hát luôn để mà chiêu đãi chương trình đi, ekip đi. Hát dây vậy hả? À, vâng, hát chay. Mấy em đã lên trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là vác cái kéo loa kẹo kéo lên. Trời ơi, chết luôn. Ngại chết. Dạ, hát đi anh. Chờ anh hát trước bao nhiêu con người còn hát được, anh hát ngoài đường anh còn hát được. Lên chương trình anh hát quá ok chứ. Ủa bài gì thứ nhất ạ? Bài gì ta? Bài Đám Cưới Nha. Ờ ok, đấy bài vui đấy. Đám tay dài hết tắt. Bài dài nhớ chứ. Tình trong đứa đẹp. Chỉ có hai bài. Chỉ nhau với người ta. Hát to lên anh. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lần trong tháng trầu cầu anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi vui quá xa em ơi, trời mừng mình nâng ly. Ngày mình vô quý thì ngày này chỉ 1, 2, 3 nói hết ly. Thôi, ok em cảm ơn anh. Dạ. Anh vậy thì cái chuyện tình trường của mình trước giờ là như thế nào rồi? À thì lúc biết lúc yêu anh biết yêu muộn lắm, 25 tuổi mới biết yêu. Mà được 2 quốc tịch. Rồi, được. Nhưng mình kết hôn chưa? Chưa. Rồi, cái mối, trong 2 mối tình đấy, mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình đầu. Mối tình đầu sâu đậm nhất à? Bao nhiêu lâu? Quen 5 biết như thế nào? 5 năm mới quen được. Tán cố 5 năm? Là không phải. Tức là yêu nhau thì 1 năm mà 5 năm mới quen hết.
Mới quên hết à? Yêu nhau 1 năm, 5 năm mới quên. Quen cô ấy ở đâu và tại sao lại chia tay? Tại hồi quen cô ta là ở Bình Dương. Ngày xưa kia đi làm công trình á, tức là ngày xưa đi nhận công trình, làm công trình xây dựng á, Dạ rồi. thì đi xa xa 5 7 bữa mới, tuần 10 ngày mới về về phòng một lần, nên Rồi. người ta xa mặt kết lộng vậy. Mà ở Bình Dương thì cũng biết rồi, thành phố Bình Dương bây giờ thiếu thiếu chi người, người À, thế ta vậy phải là hồi đấy là hai anh chị đã sống với thử với nhau rồi. chưa, nhà ai nấy ở, phòng ai nấy ở. À, 5 7 nghĩa là anh đi làm công trình ở các tỉnh khác, còn cô ấy ở Bình Dương. Lâu lâu. Thế là cô ấy bỏ đi luôn hả? Cô ta tự động chia tay mình mà mình không hiểu lý do. Không, à, tội chủ. Chia tay không lý do. Mình còn có thể nghĩ ra mà. Rồi, à, rồi, sao mà các làm thế thôi. Rồi, thế còn cái mối tình mà gần đây nhất là mối tình thứ hai đấy, là chia tay vì lý do gì? Bao nhiêu lâu? Cách đây 3 năm trước cô ta nợ nhiều quá, Quen một cô ở đâu? ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Cô làm công việc gì ạ? Cô ta là con út trong nhà nên không có đi làm gì hết. Thế ra ngoài cũng quen nhau được bao nhiêu lâu anh? Tầm 1 năm. Rồi, chia tay vì cô ấy lợ nhiều, ăn chơi quá. Nợ tiền nóng không ai chịu cho nổi. Thế mấy cái cuộc chơi đấy cô có rủ anh đi không? Không, Cô chơi với ai? ai ai biết, tại vì chị ta ở thành phố, còn anh thì anh ở Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu của Bà Rịa nó khác nhau. Một lần đi đi thăm bả, đi xuống bả chơi là mất hết 60 cây mà. Rồi, ok. Thì bây giờ là anh quên hết quá khứ rồi đúng không? Sẵn sàng đón nhận người mới rồi đúng không? Đúng rồi. Ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nào? Ngoại hình trước đi hả? Tại vì mình không được cao nên bạn gái thì lùn cũng được mà cao thì càng tốt, kiểu là khoảng chừng 1,5 m đến 1,55 m. Anh chiều cao của anh bao nhiêu? 60. Rồi, mét 60 rồi. Mặt mũi sao? Anh thích minh tinh, diễn viên hay ca sĩ nào không? Để tương tượng, để cho chương trình đi tìm giúp. Mình già rồi, mình làm gì có chuyện mà lựa chọn ở đây. Mình chỉ cần người nào đó thương mình, nhưng mà đừng đừng có mập, mập thì thấy ghê quá. À, không mập, rồi. Còn yêu cầu gì về ngoại hình nữa không nào? Thì nói chung là cứ không mập là được rồi. Rồi. Công việc nghề nghiệp gì phù hợp với anh? Hả? Công việc nghề nghiệp Của ai? của bạn đó. À, thì là công nhân cùng nhau phấn đấu đi lên thôi. Đối diện rồi. Anh bây giờ anh ở Bà Rịa Vũng Tàu là anh có nhà có cửa gì chưa? Hiện tại anh đang thuê phòng anh ở. Nếu như mà người ta thuê anh thì trong vòng anh hứa trong vòng khoảng 2 năm anh có thể mua mua đất xây nhà cho cô ở. Rồi, thế bây giờ vị trí vùng miền ấy anh đã tôi cũng được từng phải chia tay vì xa rồi ấy, thì bây giờ anh mong muốn là bạn gái ở đâu? Ở Bà Rịa càng tốt. Bà Rịa càng tốt. Đấy là mong muốn nha. Còn nếu mà gần Ừ. gần gần nói chung càng gần càng tốt ha. Yeah, đúng rồi. Thế quê quán vùng miền có không, thích vùng nào không? Càng ở đây càng tốt nữa. Rồi, người miền Nam, Yeah, miền Nam. miền Tây được không? Nói Bây giờ chung thì cái gì mà người ta nói vạn sự tùy tùy duyên thôi, chứ giờ à, rồi ok.
Rồi. Anh không thích cái điều gì ở phụ nữ? Nói chung là không thích điều gì phụ nữ hả? Dạ. Yeah. Khoa. Nói chung là mấy cái tệ nạn xã hội mà biết là chắc chết. Nói chung là cứ kiểu mà đừng có cào nhau quá. Rồi, không còn nhau rồi. Nói chung là hai người hay cười là vui rồi. Hay cười là vui. Rồi, ok, em cảm ơn anh Hiền nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen đã. Xong nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập làm việc trực tiếp với anh ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình nhá. Dạ. Yeah.